Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Hero Ray. Và hôm nay là kết thúc mùa giải rồi. Thực ra là mùa giải trước thì rất là bết bát. Mình rất là ngại, đánh rất nhiều. Nhưng mà mình có con, mình cứ đợi con quý giác của mình lên mãi lên 11. Nhưng mà cuối cùng là không đủ vàng. Bây giờ mà kết thúc mở hộp thì mới có đủ vàng để lên 11. Thì bác có thể nói là quý giác lên 11 bắn cực kỳ phê và không sợ fireball. Không sợ fireball một tí nào luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Và kết thúc session với 5.156 và đánh rớt xuống 4k8. Vâng, 5.000 gần 5.000 vàng đủ để lên giáp và Archer 9999. Vẫn chọn Archer thôi, nhiều người dùng Archer hơn. Fireball, tất nhiên là Fireball rồi. Oh, Flying Machine với lại Barbarian hết. Ôi, có Poison với lại TZ. Chọn Poison, nhiều người dùng Poison lắm. Legendary Mega Knight. Đâu rồi? Đủ. Mega Knight, em ở đâu? Rồi bây giờ đủ vàng rồi. Nâng Wizard rồi. Wizard lên dù rồi. Mở hộp. Archer, Easy, Iron, Ghosty Island, Giáp. Gold. Vâng, và đây là thần. Đây là khoảnh khắc mình chờ đợi từ rất là lâu rồi. Lên. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh một vài trận cho các bạn xem là cái độ phê của con Wizard nó lên 11 thế nào. YOLO. Level 12 mình sẽ boost lên challenge 2. Xem đối thủ đánh gì nào, mình có hot là mình cứ thả hot thôi. Mất gì, nó phải nghĩ. Vâng, Barbarian. Vụt. Barbarian. Mấy comeback của mình cũng đủ lễ ly ly rồi mà nó vẫn chưa lên được. Đánh bài gì đây? Đánh bài mình béo à? Định hiếp dâm mình à? Đúng rồi. Vâng, Wizard lên 11 bắn Phê vãi. Cực kỳ phê và mắc phê luôn. Chấp cả nhà luôn đấy. Vào đây. Vâng, M3 chỉ bắn 3 phát thôi, 2 phát thôi. 2 phát thôi, quá là đơn giản. Nhàn. Quá là nhàn luôn. Vâng, 2 con Archer này. Xử lý đơn giản và tinh tế thôi, xiên nó. Làm sao có thể xiên được mấy em Goblin của mình. Một cắt. Đơn giản hiệu quả. Bây giờ không bao giờ sợ Minh Béo này, cái deck Minh Béo cục xúc. Thường mấy cái pin béo nó sẽ dừa chơi 2-3 spell đó. Vỡ mồm. Bây giờ mất. Ăn được một trụ là chiến được lợi thế là ngon. Hút. Cực kỳ phê, mắc phê luôn. Nếu bạn nào mà chơi bên rất nhiều thì bên trong đấy là lên 11 rất là phê.
không sợ với bộ đôi Ewit và Electro Nguyên Giáp và Văn Kỳ đi trước thì không sợ hai con mất, ba con mất 11 nữa, 6 dú. Không sợ. Rất phê, hai con ai chơi đấy. Phê lòi. Rồi, con cần đi quay lòng vòng rồi. Rồi. Nguyên Giáp đi lên trước, bắn phê luôn. So good. Ui giời, ui giời. Phù thủy rất là mạnh. Tiếp theo là đã có Hawk rồi. Hawk Rider. Bây giờ mà các bạn muốn leo cúp thì các bạn hầu hết là các bạn phải phải có những deck mạnh, deck có nhiều legend. Ồ, lại minh béo. Phê. Ồ, bắn nhầm rồi, đen rồi. Như gọi. Vâng, đã có rồi. Một pha tơn cực kỳ lỗi. Vâng, mình biết là có sẵn sàng ruồi mà. Đây con ruồi lăng quăng này. Văn Kỳ. Sợ gì đâu, con y... Còn IC này yếu mà. Ồ, phải bôi trận thế. Bây giờ là các bạn muốn leo cúp cao thì các bạn phải có nhiều legend. Nhiều legend, legend mạnh thì mới lên được. Deck common là chỉ một khó lên lắm. Nó kiểu nhàng nhàng thôi, ví dụ full 13 ấy, thì nhớ được khoảng 5 cấp. Nguy hiểm. Nó thả ngay con binh béo này. Và vẫn bắn được 2 phát. Thơm. Đối thủ cũng không manh động lắm. Cảm ơn. Vâng, Fireball mới 10. À, Fireball mới 9. Vâng, mấy em Goblin của mình rất xử rất là nhanh. Phê này. Lóa cái anh ấy. Fireball 9 thì sợ gì đâu. Mình sợ Fireball. Không sợ Fireball. Bây giờ không sợ Fireball. Vâng. Mắc phê. Vô lên challenge 2 rồi nghỉ nào. Challenge 2. Hawk Rider. Vâng. Này Wick, golem rồi. Lóa với anh à, giáp rồi thì sợ gì đâu. Có thể là ba mất, sao lại golem lại đánh cái này thì ra. Golem lại đánh golem mà golem IC thì có thể là ba mất.
Bà mất ai đi hai quýt đó. Hiểu khá điều khá là kỳ dị. Cỏ. Đẩy đi. Come on. Golem lại có cả Golem IC. Và rất tốt. Vâng, giáp không chết, thơm. Xử lý như nào đấy, đơn giản thôi. Come on baby. Xem có con hỗ trợ nào. Man bet đi chậm thôi. Vâng, có cả Golem IC và Ice Golem. Ngon. Ra deck này thì mình không sợ lắm, tại vì họ khá là quân so với mình thì yếu hơn mình. Giáp còn không chết cơ mà. Và đã biết mày có bét. Vâng. Tốc độ làm sao nhanh mình ạ. Phút đó. Vâng, Golem IC nguyên giáp bự cực kỳ phê. Mặc phê. Vâng, giáp. Giáp. Hết chuyện. Mình bị hiếp dâm nhiều rồi, bây giờ mình sẽ hiếp dâm lại. Challenge 2. Xem top nào. Tắt tí nhẹ lên tiếp. Nhớ subscribe để nó biết tí. Nhớ subscribe để nó biết tí.